Hello everybody. Đầu tiên để bắt đầu cho phần vẽ body painting thì Linh sẽ làm cho tóc Linh gọn gàng trước cái đã. Và Linh sẽ thoa một lớp kem dưỡng ẩm và kem lót trước. Sau đó thì Linh sẽ block chân mày để mình sơn lên nhìn nó sẽ trơn nắng, nó sẽ đẹp hơn. Linh sẽ dùng chì trắng để mình vẽ các trục đối xứng trên khuôn mặt của Linh. Bởi vì tác phẩm này của Linh là nó nghiêng về đối xứng cho nên các bạn nên vẽ trục nha. Nếu các bạn không vẽ trục một tí nữa mà mình vẽ mà nó bị méo á, thì mình sơn nó, mình sửa lại nó cũng rất là khó, rất là cực. Đồng thời thì mình cũng nhớ vẽ lên phần cổ luôn nha. Mà vẻ lên phần cổ mắc kho lắm, tại vì cái chì nó nhọn á, nên các bạn vẽ nhẹ nhẹ thôi ở phần cổ nha. Sau khi vẽ xong thì Linh sẽ dùng cây bút chì màu đỏ để Linh viền lại tất cả các đường nét. Nếu các bạn đã vẽ đều rồi thì các bạn không cần viền nữa, nhưng Linh vẫn muốn viền lại để tí nữa mình tô màu á, thì Linh muốn đảm bảo rằng tất cả các màu Linh tô đều phải đối xứng với nhau, tất cả các họa tiết hai bên đều phải đối xứng với nhau và đều 100%. Tiếp theo là đến phần tô màu nè. Linh sẽ dùng cỏ chuyên dụng cho vẽ body painting để mình tô. Các bạn đừng có mua những cây cỏ mà sơn nhà mà loại 5.000 một cây nha. Cái loại đó không phải để mình tô cho body painting đâu nha. Và dĩ nhiên cỏ thì mình cần có loại lớn và loại nhỏ. Loại nhỏ để vẽ nét nhỏ và loại lớn để mình tô những nét lớn cho nhanh hơn. Về màu, Linh sẽ sử dụng bảng màu Meron và bảng Paradise với 8 màu. Màu này rất là thơm và rất là thấm màu da, để an toàn nữa. Về màu sắc thì các bạn thích màu nào các bạn cứ việc tô màu đó. Chúng ta nên đi các màu tương phản với nhau để cho các tác phẩm của mình nó nổi bật về màu sắc hơn. Chúng ta nên dùng một cây cọ đầu nhỏ để mình viền lại tất cả các nét cho nó sắc, thật là sắc nha các bạn. Càng sắc thì nó sẽ càng đẹp nha. Về màu son, Linh sẽ sử dụng một cây son mà Linh rất là yêu thích luôn. Màu Dazzle Shadow Liquid Diamond Crumble của MAC. Linh được tặng từ một người chị mà Linh rất là yêu quý luôn. Các bạn thấy không, màu nó lên rất là đẹp. Và Linh cũng tô tí xíu ở trên mí mắt để mắt Linh nhìn nó lấp lánh hơn. Và Linh cũng cho một tí xíu màu đen ở phần mi mắt để mắt Linh nhìn nó đậm hơn một tí xíu. Và Linh sẽ dùng eyeliner màu đen để mình vẽ đi mấy cái sợi lông nhiêu giả. Mình vẽ lông nhiêu giả thì nhìn nó sẽ đậm hơn là mình gắn cái lông nhiêu giả lên mí mắt nha. Và đồng thời Linh cũng dùng eyeliner để mình vẽ ba cái sọc ở trên chính giữa môi của Linh, để môi của Linh nhìn nổi bật hơn một tí xíu. Tiếp theo thì Linh sẽ đeo tóc giả vào. Và cuối cùng đó chính là công tắc len. Linh sẽ dùng màu len mù để cho tác phẩm của Linh nhìn vào thấy màu sắc nhiều hơn, không thấy cái con nuôi màu đen của Linh nữa. Và thực sự cái len này mình đeo nó cũng có rất nhiều khó khăn lắm, bởi vì đeo vào là Linh không có thấy đường luôn.
Oh my god, Linh còn phải chụp hình, Linh còn phải quay nữa. Không biết sao mà thấy đường mà ấn nút để mà quay đây. Ok, cố gắng lên thôi nào, còn một con nữa thôi. Oh, hên quá, Linh đeo được rồi. Vậy là tác phẩm vẽ body painting họa bì đa sắc của Linh cũng đã xong rồi. Hy vọng các bạn thích video tutorial này và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Linh và để lại cái like và đón xem các video tutorial lần sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.